Con quay hồi chuyển 5 cánh bằng sắt này các bạn ơi. Hôm vừa rồi thì mình cho nó đấu với những con quay Beyblade đấy, thì những con quay bay nó không thể thắng được, tại vì con này nó to hơn và nó lại bằng sắt, nó nặng hơn đấy các bạn ạ. Và hôm nay thì mình đã tìm được đối thủ rồi. Con này nó là dạng quay Nado các bạn nhé, nó cũng bằng sắt luôn. Và hôm nay mình sẽ cho hai con này thử đấu với nhau để xem con nào nó mạnh hơn các bạn nhá. Nguyên tắc luật chơi thì nó cũng giống như mình chơi những trận trước thôi, thì mình cũng nói lại nguyên tắc một chút các bạn nhé. Mình sẽ đấu 3 trận các bạn ạ, đấu 3 trận để tính điểm nhé. Con nào hết năng lượng trước thì con đấy sẽ thua và con còn lại sẽ là được một điểm. Con nào mà bị bay ra khỏi sàn đấu thì sẽ được 2 điểm các bạn nhé. Còn ở trong sàn đấu à, mình tính như vậy đi. Còn hai con này thì mình nghĩ nó không thể bớt được các bạn, cho nên là mình chỉ tính là con nào có những đòn tấn công ác liệt hơn thì và tấn công hay hơn thì mình sẽ cộng điểm cho các bạn nhé. Ôi, nó nhìn nó tấn công rồi các bạn. À, ở hiệp đầu tiên thì tỷ số 1-0 nghiêng về con quay sắt này các bạn nhé, con quay Nado này nhé, nghiêng về con này. Đây mình sẽ chuyển sang đấu trên cái bàn đấu bầy này các bạn nhé, để vào cái bàn đấu Nado này luôn. Đây những con bầy này mình sẽ cho nó ra ngoài các bạn. Đây còn rất là nhiều những con bầy luôn. Như vậy là đây, lên đây thì mình sẽ đấu lại từ đầu các bạn nhé, tính lại từ 0 điểm luôn. Ở trên này nó tấn công nhìn ác hơn các bạn ạ. Hai con quay này thì nó là dạng là quay ui bay rồi, vỡ luôn rồi. Một con thì phòng thủ, một con thì tấn công này. Ôi, tỷ số là 1-0 các bạn nhá. Tỷ số 1-0. Ôi, này vỡ cái này ở đâu ra ta? Ồ, cái này các bạn, cái đầu rồng này vỡ luôn này. À, đây vỡ đây ra. Ôi, mạnh thế nhỉ. À, lại đây. Số 1-0 nhá, hiệp đầu tiên là 1-0 nhá. Lại trận thứ hai nào. Con này nó nặng lắm các bạn ạ. Con này nó nặng này, nó quay lì lắm. Rất là nhanh các bạn ơi, 2-0 luôn rồi. Mạnh thế nhở. Chốt hạ trận thứ 3 xem nào. Trận đấu quyết định thì xem có thể gỡ gạc được lại một điểm không các bạn ạ. Hôm trước nó đấu với những con bầy thấy nó mạnh lắm mà. Ui, không làm gì được các bạn ơi. Như vậy là kết quả đã khá rõ ràng, tỷ số là 3-0. Như vậy là con quay sắt này chỉ thắng được những con bầy đấy các bạn nhé. Tỷ số là 3-0 nghiêng về con quay Nado này. Con này nó bằng sắt, nó nặng lắm các bạn ạ. Đó, con này thì không phải đối thủ của con quay Nado bằng sắt này rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ sử dụng con bầy nhé. Và hôm nay mình dùng con A-Dragon mà ở vòng chiến đấu màu đỏ này. À, trận đấu sẽ bắt đầu nè. Nào. 3, 2, 1, Beyblade bùng nổ sức. Ôi, nó bớt luôn các bạn ạ.
bớt luôn Beyblade, Airdragon bớt luôn. 3, 2, 1, Beyblade bùng nổ sức. Ui, mới xuống nổ mà bớt luôn rồi á. Bay này không thể trụ được các bạn, con này nó mạnh quá. Nado thì như trước mình cũng đã đấu thử vài trận rồi thì Nado nó mạnh hơn, tại vì nó nặng hơn rất nhiều. Bay nó làm bằng nhựa các bạn, cho nên là nó không đủ sức để đấu lại với những con Nado đâu các bạn ạ. Kết quả đã rõ ràng, hai trận thì đều con Bay đều thua cả, thì cho sang trận thứ ba thử xem nào, để nó có thể gỡ gạc được không. 3, 2, 1, Beyblade bùng nổ sức. Ôi, Airdragon nó tấn công liên tục luôn các bạn ạ. Nhưng mà kiểu như là gái ngứa không thắng được các bạn ạ. Con này nó khỏe lắm, nó chỉ phòng thủ không thôi, nó không tấn công. Nhưng mà những con Bay này không thể gọi là phá vỡ được cái thế phòng thủ của nó, thành ra là chấp nhận thua. Thì là con này trong trận chiến hôm nay con này nó là vô địch rồi các bạn ạ. Này, vô địch ở đây rồi. Thôi, và mình kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cũng như đồng hành cùng kênh trong tương lai các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo.